Anh xin lỗi nha Anh không kiềm chế được hành động của mình Em giận anh hả? Thôi Đừng giận anh mà Mấy hôm nay chuyện ba má của anh mất Tinh thần của anh Bất ổn lắm lúc ở nhà anh ghét ông bà anh chỉ nghĩ ông bà đi làm rất nhiều tiền giàu có cứ khư khư ôm đóng tiền vào người mà không lo cho con cái anh nghĩ một ngày nào đó nếu như ông bà chết đi anh sẽ vui vẻ lắm anh sẽ có thật nhiều tiền anh sẽ ăn chơi thoải mái mà không bị ai chửi nhưng mà bây giờ anh thấy không phải như vậy có đúng không lúc ông bà còn sống anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những điều khó ưa của ông bà nhưng khi ông bà mất đi, anh biết là ông bà thương anh lắm. Anh còn nhớ ông bà lúc nhỏ hay dẫn anh đi chơi nè, đi xem phim, đi nhà hàng, đi chơi công viên nữa. Rồi trước khi về anh biết thế nào ông bà cũng ghé một cửa hàng đồ chơi nào đó để mua tặng anh một món quà. anh mọi chuyện cũng đã qua rồi anh đừng nhớ lại nữa bấy lâu nay em có đi thăm má em không thôi được rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi thăm má em muốn đi thăm thì phải đăng ký trước chứ đâu phải muốn đi thăm là vô thăm liền được đâu thôi anh đi ngủ đi em cũng hơi mệt rồi chúc em ngủ ngon không biết con người của hắn ta bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả <laughs> sao vậy chị qua chị qua ơi chị qua chị có sao không chị qua à chị qua chị qua đồng chí về làm việc của mình đi dạ bác sĩ chị ấy sao rồi bác sĩ tôi đã cho uống thuốc rồi cô ấy ổn không có sao đâu chị yên tâm tôi có thể nói chuyện với chị qua được không dạ được xin phép ừ. chị chị sao rồi có thấy đỡ không nếu chị thấy mệt thì tôi sẽ nói cấp trên cho chị đi bệnh viện tôi không sao tôi cũng đỡ nhiều rồi sao lại ngất xỉu vậy có chuyện gì nữa phải không không Nhưng dạo này Châu Anh nó ít vô thăm tôi Tôi lo quá Không biết nó có gặp chuyện gì không nữa Chị đừng có suy nghĩ như vậy Có thể là con Châu Anh nó bận quá Nó không có thời gian đi thăm chị thôi Căn bộ có hay tin gì của nó không? Nếu căn bộ gặp nó Làm ơn nhắn dùm là tôi nhớ nó lắm Chị à Chị đừng có làm như vậy Mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chị Con châu anh nó lớn rồi Nó phải biết tự lo cho nó Với lại Chị phải biết giữ gìn sức khỏe Để chuẩn bị phiên xử phúc thẩm sắp tới Nếu được giảm án Thì chị sẽ sớm được trở về với nó mà Tôi biết rồi Tôi cảm ơn cán bộ Thôi chị nghỉ ngơi nha anh là đàn ông mà cũng thích nước cam nữa ha nghi quá à nha ủa vậy chứ em nghĩ coi bây giờ anh uống nước gì ờ em thấy đàn ông bình thường người ta uống cà phê đen cà phê sữa chứ ai mà cà phê đen á nó làm mình nóng mụn nổi xấu lắm trong khi anh cần giữ sắc đẹp hmm. <laughs> ừ. vậy hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì anh nói đi à hay là tụi mình đi uh, kiếm cái gì đó ăn xong rồi tụi mình đi đâu đó cho vui vui nha anh ừ. thôi em mệt lắm rồi đó nha có cái gì nói đại đi không thôi em về á ừ. anh muốn được vô nhóm của em nhóm bé nai à, anh nói cái gì anh ừ gia nhập nhóm bé nai ừ anh muốn làm bé nai ừ anh khùng hả ừ. gì vậy anh rất bình thường thậm chí anh còn rất thông minh nữa nhìn sơ qua là biết em không phải làm việc này độc lập một mình mà em còn có một nhóm Nhóm của em gọi là nhóm bé Nai Chuyên dụ dỗ mấy thằng cha đại gia mê gái Đúng không Ê có rảnh không Hả Anh rảnh chứ tôi không có rảnh à Biết vậy anh kêu tôi ra đây làm gì Hả Để tôi còn có thời gian để kiếm mối khác Làm ơn đi Rảnh quá Thì chính vì vậy anh mới nói là muốn hợp tác với nhóm tụi em Tại sao tụi em cứ nghĩ là tụi em phải đi dụ dỗ mấy thằng cha đại gia làm chi trong khi có rất nhiều quý bà lắm tiền nhiều của thiếu thốn tình cảm cần mấy thằng như anh ừ? anh là trai nhảy phải không không trai nhảy thì do vũ trường chứ đâu có đi lòng vòng kiếm ăn như anh vậy anh không biết nhảy nhưng mà anh có nhiều chiêu dụ dỗ quý bà lắm anh hơi bị tự tin quá rồi đó ừ cái này không phải là tự tin quá đáng mà cái này gọi là biết mình biết ta anh biết anh có cái dương ăn nói <laughs> nãy giờ tôi không có thấy anh duyên dùng miếng nào hết trơn, tôi chỉ thấy anh. ờ à, thì đúng rồi, cái duyên của anh không có hợp với tụi em, cái duyên của anh chỉ hợp với những quý bà cao tuổi thôi, được chưa? Được, đúng rồi, cái duyên của anh cũng giống lắm á. Giống gì? Thì uh, giống ở đâu biên hòa, Chợ quán vậy đó. <laughs> à, vậy thôi, à, chẳng qua là anh muốn hợp tác với nhóm tụi em kiếm thêm chút đỉnh thôi anh có cơm thì tụi em cũng có cháo đúng không nhưng mà em không thích thì thôi giờ anh đi vậy ê à, cái gì tiền nước tiền nước cái gì vậy À, anh quên bày bà hết sức chuẩn men gì kì vậy cha ờ à, anh quên cái bóp ở nhà luôn rồi cái gì ờ à, cho một chút để anh chạy qua biên hòa lấy cái bóp ê <laughs> ê à, <laughs> bên đây mới đúng à, Tính thiệt đi chứ Sao rồi Đó uống hết đi Khùng điên gì đâu á Hôm nay đêm không coi ngày hay sao á Em mở đỏ mà Chuyện gì nói anh nghe coi Dạ Nó không phải là đại gia gì hết Mà là một thằng ma cà bông ha Nó đòi gia nhập vô nhóm bé Nai của tụi mình Để mà dụ dỗ mấy quý bà gì đó Gì Nó đòi gia nhập nhóm bé nai hả anh ấy nói anh ấy là bé nai cái thằng nhìn mặt hiền vậy mà sao biến thái vậy ta Hắn bị biến thái hả? Không phải Hắn chủng men đó Chẳng qua là hắn làm trai nhảy thôi <laughs> Mình thì cặp đàn ông Còn hắn thì cặp đàn bà Mà nói đúng hơn là Những quý bà có nhiều tiền Mà thiếu thốn tình cảm Điên khùng quá Ai nói chị là khùng Mốt bây giờ là như vậy đó Mà hắn là người quen của chị đó chị yêu Người quen nào thì hắn là cái người hôm trước mình gặp ở rạp hát đi cùng với bà già đó hả lẹ đi <laughs> phim này hay ghê á giờ mình đi ăn đi là con cô tâm sao Hồi sáng này có một thằng đặt vấn đề với cậu anh Là nó muốn gia nhập cho nhóm bên ai đó Anh nghĩ sao? Gia nhập nhóm bên ai? Thôi đi, mất công dính tụi cớm nguy hiểm lắm Anh nói vậy cũng đúng Cẩn thận dẫn hơn Anh nghe nè ừ. Cho anh báo cả ra cắn câu và tối nay con quanh sẽ đến điểm hẹn

À, 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 anh, từ từ đi mà Tối nay, em còn nhiều thời gian để tâm sự với anh nữa mà Không tâm sự với anh, tâm Đúng rồi à. Sao mặt em không giống hình trên mạng kìa Nào em Mà nói vậy là sao ý anh chơi em già phải không không anh không có chơi em già mà quá già anh em đi đâu ha à, em ờ à, em mắc à, à, mắc mắc à, ờ à. mắc cái gì em mắc Mắc mắt Mắc toilet mắt to với lại em vô em thay đồ cái nha Đi đi <laughs> Nhanh lên đi Alo, <laughs> anh nghe Em đến khách sạn rồi Ừ, thì mừng việc đi em Trời ơi, nhưng mà hình như thằng cha này Nhìn bị biến thái Em sợ lắm Không sao đâu, đó phải lần đầu tiên đi khách đó Cố gắng giúp anh vụ này Anh sẽ mua cho em chiếc tay ga, chịu không? Thôi, thôi thôi thôi, sao hơi em cũng muốn thèm nữa Hay là bây giờ anh tới cứu em đi, được không? Thùng hả? Em đang nói chuyện với ai vậy? gọi điện thoại cho ai hả để mà gọi cho công an đúng không <laughs> em đến đây với anh rồi còn gọi điện thoại cho ai hả kêu ma à, hả không có không có không có <laughs> em tự nguyện đến với anh mà phải không không còn thời, thời gian ấy... nữa đâu nhưng mà không Như còn vậy? thời gian nữa đâu à, nhanh nhanh lên nè yeah còn tôi chưa tới tuổi vị thành niên tôi sẽ kiện ông ra tòa đó cái gì chưa đủ tuổi vị thành niên hả <laughs> Coi đi nguyễn hoàng oanh <laughs> ra tòa ra tòa ra tòa xin lỗi ha vô trong quán mình xả rác vậy có ai chửi ông ta ông làm cái trò gì vậy Sao? Cái vụ này á là xưa rồi Diễm à, đừng có diễn nữa. Bây giờ sao? Ông nói vậy là sao? Hai người tưởng tôi ngu lắm hả? Định bày cái trò này để gạt tôi hả? Cái gì? Cái đứa con gái hôm qua mà không đủ 18 tuổi hả? dưới gì thì niên hả? không có cửa đâu hả? Ông giỡn với tôi hả? Mày dám không? Mày đụng tao một cái nhẹ mày khỏi bước ra đây mày tính không? Mày muốn gì? Về, <laughs> chuyện đâu còn có đó. Mày dám không? Hả? Về, về con. Từ từ mình tính. Chuyện đâu còn có đó mà. <laughs> về. Ông nhớ đó. Ông đụng tới gái của tụi ông không yên đâu. <laughs> Đứng đó mày. Tao chưa nói hết Tao sẽ cho mày một bài học ở đây nè Cái đứa con gái hôm qua không phải là em của mày Và cái bà này không phải là má của mày Tụi bay là một băng nhóm Chuyên đưa mấy đứa con gái chưa đủ tuổi vị thành niên Để tống tiền đại gia <laughs> Tao nói cho tụi bay biết Tao đếch có một đồng nào trong túi đâu Tao ở tù mười mấy năm rồi Tao thèm đàn bà lắm nhưng mà cũng cảm ơn tụi bay cho tao một đứa con gái buổi tối thật là hết sảy đã lắm <laughs> tao biết tụi bay theo dõi tao hàng ngày kìa nhưng mà tao vẫn đến công ty cũ tụi nó vẫn gọi tao là giám đốc mà nhưng mà là giám đốc lừa đảo thôi tụi bay ngu mới môi tin tức từ những đứa như vậy đó để tao nói cho tụi mày biết tao không phải là giám đốc của một công ty nhưng mà tao cũng là giám đốc của tụi bảo kê thứ thiệt đó mày đụng tới tao không còn một cái răng ăn cháo đó con thôi tao về à quên nữa khỏi trả từ nước quán này tao bảo okay kê rồi thằng già này tuy nó là giám đốc nhưng mà nó đã từng đi tù cách đây 10 năm rồi, nhưng mà nó vẫn lui tới công ty cũ, chẳng qua là muốn kiếm chác chứ kiếm gái, nó vẫn đi xe hơi, bởi vì nó cầm đầu một cái nhóm chuyên bảo kê, rất là mạnh. Nhưng đứa nào đi lấy thông tin mà ngu dữ vậy? Thằng Tổn với thằng sĩ cộn đó, mày nghe hơn nó, Toàn là cái lũ vô tích sự, thằng đó là thằng nào? Anh muốn hỏi thằng nào? Cái thằng mà muốn gia nhập vào nhóm mấy nai của em đó Em cũng không biết nữa Em mới nghe quanh nói thôi Em kêu nó về đi Anh nghĩ có cần thiết không Rất cần Cái nhóm của em á Cùi hết rồi Tách làm được cái gì hết Có dội dàng quá không Nếu mà không tính toán kỹ Nhiều khi không có lợi Mà lại còn tốn thêm một miệng ăn nữa Vậy anh mới kêu em á Đi gặp hắn Cô như thế nào Đi đâu vậy thì đi thay đồ không lẽ cứ mặc như vậy đi gặp hắn anh bỏ ý định đó đi ừ ý định gì gia nhập nhau mấy nay không có lợi gì cho anh đâu sao không có mấy cô kiếm tiền một cách dễ dàng quá mà tôi cũng vậy tôi không tin tôi không tin những lời anh nói và má anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý khổ quá à. má tôi có biết chuyện gì đâu mà hỏi không biết nữa từ trước giờ má tôi cứ tưởng là tôi vẫn còn đang thực tập cho một công ty di tính Mà cô cũng đừng có nói gì cho má tôi biết hết Đúng không? Vậy thì anh bỏ ý định đó đi Không được Tại sao? Trời ơi, không lẽ bây giờ tôi phải khai thị với cô hả? Nè yeah. Cung thì phải có cầu Tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc vô quần, áo, son, phấn, đủ thứ hết Đúng không? Mà bây giờ tôi không có tiền thì sao? Tôi phải đi dây nặng lãi Mà tôi không có tiền trả cho tụi nó, tụi nó cướp cổ tôi thì sao? Phải tìm cách khác chứ Anh bị điên rồi, tôi không đồng ý cô suy nghĩ đi tại sao em không muốn thằng đó gì đây em không có ưa hắn em đã biết hắn trước rồi hả hồi trước em còn đi học hắn hay ghẹo em lắm <laughs> anh tưởng là chuyện gì chứ em xinh đẹp thì người ta ghẹo em là chuyện bình thường thôi Em ghét hắn ta Chẳng lẽ em ghét cả thế giới này sao ừ? Thôi mẹ miêu em, em cứ giận nó gì đây Anh tính công việc cho nó rồi Nó mà dám đụng tới em Coi như đụng cho anh Anh xử nó liền ừ? Yên tâm Hơ. Em đi ra ngoài đi Bây giờ Một ngày anh hút mấy cử vậy Đó không phải chuyện của em Đi đi Kêu hắn ta về đây hả à, nếu nó làm không được việc thì mình đá nó ra khỏi nhà có gì đâu mất mát gì kêu nó về đi kêu nó về đi không biết tại sao mình lại không nói thật anh Tuấn là con cô Tâm công an quản giáo. Châu Anh ơi, mày điên rồi. Chị à, mấy hôm vừa qua, tôi đã liên lạc được với một cô gái trong giống bé này. Tôi muốn xin chị cho tôi được phép đột nhập vào trong nhóm đó cậu nhớ là phải hết sức cẩn thận nghe chưa tôi biết rồi lúc nào chị cũng dặn tôi cô đó vì sự cẩn thận không bao giờ thừa cậu phải luôn nhớ ranh giới giữa nhiệm vụ và phạm tội là rất mong manh nếu không cẩn thận cậu sẽ trở thành tội phạm chứ không phải là người hùng đâu tôi sẽ cẩn thận nhưng mà chị ủng hộ tôi chứ tất nhiên nhưng cậu phải nhớ nhiệm vụ của mình cậu gia nhập nhóm bé nai là để tìm ra đường dây buôn bán ma túy và những người đứng đầu từ đó lần ra dấu vết của ông trùm tôi biết chị yên tâm tôi hứa với chị tôi sẽ hoàn thành chuyên án này À, Chịu uống nước đi Thôi Đừng kêu mình bằng chị Mình tên là Loan Đằng ấy tên gì <laughs> Mình tên Dũng Hoàng Dũng à, Hay quá <laughs> Sao hay Dũng không thấy Tên của hai đứa mình Hay kết đôi lắm hay sao Nè Dũng có đọc Tác phẩm đoạn tuyệt Của Nhất Linh không trong đó cũng có tên Loan và Dũng đó Có, Dũng có đọc Ồ, vậy là mình có thêm một điểm giống nhau nữa à, Loan tưởng Dũng không thích đọc những tác phẩm ngày xưa chứ Đâu có, những tác phẩm đó là những tác phẩm lãng mạn rất hay mà Làm sao mà Dũng không đọc được chứ Nhưng mà trong đoạn tuyệt á, nhân vật tên Loan rất là quyết đoán Còn Dũng hả, thì hơi yếu đuối một chút thì phải Dũng có muốn tránh những sai sót của người xưa không? ừ bằng cách nào hôm nay á loan với dũng sẽ đến một nơi rất là lãng mạn rồi lúc đó loan sẽ chỉ cho dũng làm sao tránh được những sai sót của người xưa dũng có chịu không <laughs> dũng biết rồi nhưng mà tiếc quá tối nay dũng bận phải học bài rồi tại ngày mai là thi á lần này mà thi rớt nữa giống như hai lần trước á là dũng tiêu luôn á à hiểu rồi vậy thì bây giờ mình đi mua sắm nha tối nay loan tha cho dũng đó không được đâu loan ơi tại vì chiều nay á có một tiết ôn bài trên giảng đường nè không ôn là không làm bài được chỉ có một tiết duy nhất thôi à nên phải đi dũng lớn như vậy rồi đi học là đối phó thôi làm gì phải ôn bài dữ vậy Khổ quá à, Dũng cũng có thiết khai gì đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây á là Dũng đi học giọng bà già. Ông bà mà biết Dũng thi rớt trong kỳ thi này á là ông bà linh lên máu, tội nghiệp lắm. Ờ, à, quên nữa. Alo. Alo. Mày nghe chưa? Ờ, à, tao Dũng nè. Nè, chiều nay á mày lên giảng đường, dành chỗ trước cho tao nha, không có được mày phải lên trước đi. chiều nay là tiết ôn tập, tụi nó đi đông lắm, không có chỗ đâu mà ngồi. mày không dành trước là xong luôn á. ờ à, nhớ đó nhớ dành chỗ nghe, tao mà không có chỗ là tao đọc mày á. ờ <laughs> à, ừ ừ ok. loan thông cảm cho dũng nghe, để hôm khác rồi tụi mình gặp nhau ha. thôi bữa nay Dũng mượn ông Thi á thì để bữa khác nghe. Lần ừ. sau Dũng thi xong nhớ gọi điện thoại cho Loan. À, Dũng biết mà. À, để Dũng tính tiền. Thôi để Loan tính cho. À, hay là Loan lấy xe Loan đưa Dũng về nghe. À, thôi Dũng tới đây bằng xe gắn máy mà Dũng tự đi về được không sao đâu. À, ừ. Cái gì Loan gọi Dũng ha <laughs> nhớ đó. <laughs> bye bye Loan. Bye Dũng. Người đâu mà dễ thương quá à Rất là thông minh Ăn nói lại có duyên nữa chứ <laughs> ừ? Sáng nay đi chơi vui không? <laughs> Tất nhiên là vui rồi Làm cái nghề của tôi mà Lúc nào cũng phải vui vẻ Khách hàng người ta mới hài lòng Khi nào anh đi khách sạn với bà ta? Cũng sớm thôi Nhưng mà không phải vô khách sạn Mà lại về biệt thự của bà Anh không được về đó Sao vậy? Anh về đó Làm sao tôi kiểm soát được anh? Gì? Giờ ở đâu ra cái chuyện cô kiểm soát tôi vậy? Sao tôi không biết chuyện đó? <laughs> tôi là thủ lĩnh của nhóm này Tôi có quyền kiểm soát tất cả mọi thành viên trong nhóm Cô bây giờ là thủ lĩnh thì cũng vậy thôi. Cô đâu có nhận tôi vô nhóm. Người kiểm soát tôi bây giờ chỉ có mình anh Minh thôi. Tôi sẽ nói chuyện này với má anh. <laughs> thủ lĩnh cái kiểu gì kỳ vậy? Như con nít vậy? hơi chút mét má vậy hả? Anh không cần phải khiêu khích tôi. <laughs> tôi không phải là khiêu khích cô. Nhưng mà bây giờ nếu cô muốn mét má thì cô cứ tự nhiên. Tôi thách cô luôn á. Nhưng mà tôi nói trước à. Má tôi không có tin người lạ đâu. Trong mắt má tôi bây giờ, Tôi là một thằng sinh viên vô cùng ngoan ngoãn Còn cô Bây giờ cô đã là một cô gái xa lầy và dũng bụng ma túy rồi Trừ khi mà cô quay về ở luôn với má tôi Thì mai ra Kệ tôi Mỗi người có một sở thích riêng của mình Tôi đã lỡ rồi Tôi quay lại không được Nhưng mà tôi không biết tại sao Anh lại gia nhập nhóm này Có thể vì tiền Mà cũng có thể vì lý do khác Nhưng mà tôi khuyên anh đừng bao giờ dính vào ma túy nếu anh còn muốn có ngày quay về nhà chào anh chúng ta vẫn là bạn chứ tình bạn đối với mình là một thứ xa xỉ mà mình không bao giờ mơ ước tới phải tàn nhẫn và ác độc, mình mới có thể tồn tại trong thế giới giang hồ. Ai nói bất động sản của chúng ta đang chết? Không hề, bất động sản không chết, mà chỉ đang ngủ đông. Khi mùa xuân đến, bất động sản sẽ hồi tỉnh, sẽ đơm hoa kết trái và tràn đầy sức sống. Bởi vậy, cho nên chúng... Cái bò này, toàn nó khùng nó điên không mấy người giàu á thường có máu liều như máu điên mày nói sao tao cũng có máu liều nè cũng có máu điên nè mà có giàu đâu im mày để cho người lớn người ta nói chuyện bây giờ anh muốn em im em đi cũng được nhưng mà anh phải đưa mì chính cho em trời ơi em không có em vô trọng nó xé em ra nó hít á ôi công nhận nha anh có chỗ dấu hàng độc đáo thiệt hèn chi lúc nào cũng áo sáng tay bắt trước anh giấu mới được à, <laughs> nếu không đây. hay công an nó tìm ra nó tó mình từ lâu rồi giấu để chắc ăn mày anh cho em xin cái này vô cho con nhím nha giờ cơm đến rồi nhím ơi nhím ơi nhím ơi anh nè à, hình như dạo này tôi nói tăng đô rồi đó đương nhiên là phải vậy thôi Chơi cái này mà Càng ngày phải càng nặng Chứ đâu có giảm được Có chơi á thì phải có chịu Mà điều tao lo á, Là dù tiền có kiếm như núi Thì cũng phải lỡ thôi Còn chuyện thằng Dũng á Anh tính làm sao Nó mà không chịu lên dự với bà Làm sao tụi mình kiếm chát được gì Nó làm như vậy thì cũng đúng thôi Dù đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy Thì phải cao giá lên mới được Chứ mà dễ dãi quá Sẽ mau chán lắm nhưng mà mình làm giá quá Cứ khi nào bà nạn bà bỏ luôn không Tôi nghĩ là không đâu Nhưng mà mày á phải theo dõi bà ta Coi bà ta có nhược điểm gì hay không Chứ há miệng chờ xuân kiểu này á. Tôi quải quá Thằng Dũng chưa lên giường cho bà Nhưng mà chắc chắn một điều á, là bà có đưa tiền cho nó Bây giờ anh hai kêu nó Nộp hết tiền cho tụi mình đi Coi như số tiền đó Là số tiền tụi mình môi giới cho nó Đúng không Mình đâu có rảnh hơi mà kiếm món ngon cho nó hoài Anh Không thôi vậy nè Hay là mình cho nó chơi hàng trắng luôn đi Mình giữ nó được lâu hơn đó anh hai Cứ từ từ đi Nó mà chơi hàng trắng Nó xuống cấp như xí củn Còn nhỏ nào mà chơi nó nữa <laughs> Tặng cho Dũng nè Đẹp không <laughs> Dũng đeo cái này Sang trọng dữ lắm đó <laughs> Đây nè Còn cái này nữa <laughs> Cái này là tặng Dũng Dùng như uống đều đặn mỗi ngày Để bồi bổ sức khỏe nghe Cảm <laughs> ơn Lan nhiều nghe Đẹp quá à Mặt đồng hồ là sapphire đúng không Không có trầy luôn á <laughs> Tối nay về nhà Loan nghe Ủa, Uống chị ờ, Ông xã của Loan đi công tác nước ngoài rồi ờ, Loan ở nhà có một mình à Tối nay mình vui vẻ nghe Được không ừ. Bây giờ Mình đi ăn ha Sau đó mình đi shopping À, coi như là cả ngày hôm nay Loan dành cho Dũng hết. <laughs> ừ. Tối nay Dũng phải đi học. Thôi bỏ đi Dũng, học hành làm gì cho ha mòn tuổi trẻ nè. Loan thấy á, như Loan nè, Loan có học hành gì đâu mà vẫn là quỹ viên hội bất động sản thành phố. À, mà Dũng á, đi với Loan có thể sau này còn làm chức chủ tịch hội không chừng. Vậy hả? À, đừng ờ. có suy nghĩ nữa mà. Tóm lại á là tối nay Dũng phải có mặt ở nhà Loan nghe chưa? À, Loan sẽ chuẩn bị cho Dũng một đêm thật là thoải mái, lãng mạn như là Dũng mong muốn có. <laughs> à, ừ. Ui Ủa... <laughs> dạ. Sao vậy? uống mấy cái cà phê này nó hại người dễ sợ luôn á chờ dũng tí xíu nghe à. dạ yeah, yeah. yeah. <cười> Alo, <cười> anh bắt chớp hả? Tối nay á, mà Loan hẹn với thằng Dũng tới biệt thự nhà bà đó anh. Ừ, thì tụi bay tìm cách sắp xếp đi. Em đã kêu thằng Siết Cũn với thằng Tổn. Tới đó rồi, nhà bà camera không à. Rồi ổ khóa, lỗ khóa dân tay. Em không làm gì được hết trơn á. Vậy giờ tính sao? Chẳng lẽ tao bỏ vốn cho bà già đó chứ không hả? À? Hay là mình nói với thằng Dũng á? Thôi đi, đi kiếm con mồi khác, ngon hơn, cho nó nhanh. Được rồi, mày nói với anh Dũng á, là chọn địa điểm hay là chọn khách sạn khác cũng được. Cô bà ta, một mực, đòi về biệt thự của bà, thì cứ quỷ xô này đi. Cứ quyết định vậy ha? Ừ. Em vô đi. Nhà anh đẹp không? <laughs> Nhà anh đẹp lắm. Anh tự thiết kế đó. <laughs> em quên anh là một kiến trúc sư giỏi và là một người rất thành đạt đâu có gì anh chỉ là giám đốc một công ty xây dựng nhỏ thôi à em uống nước gì ừ, hồi nãy mình uống rượu rồi bây giờ mình uống nước lọc đi anh à, hôm nay anh rất là vui khi biết được em em uống đi à, dạ ủa mà nhà anh rộng như vậy mà không thấy người làm ha ờ à, trước đây thì có ba sau đó thì còn hai bây giờ thì chỉ còn mình anh là sao ờ à, anh ở với vợ anh có một đứa con mà bây giờ anh với vợ anh đã ly thân rồi cô ấy đang sống và kinh doanh ở úc vậy con anh ở đâu con anh đang nằm bệnh viện Nằm bệnh viện Vậy con anh bị bệnh gì Ung thư Thôi Không nhắc tới chuyện buồn nữa À Tối nay Anh rất là vui Vì được biết em Và mời được em về nhà nữa À Em nói em đang đi học mà em học ngành gì vậy Dạ em học ngành tin học Tin học Ồ, oh, rất tốt. Hèn gì anh thấy tốc độ của em chát rất là nhanh. <laughs> Cho nên lúc đó anh cũng nghĩ em giỏi về tin học. À, em uống đi. Hay là uh, em sợ anh bỏ thuốc mê vào nước? <laughs> anh mới biết em. Anh không sợ em là cô gái không đàng hoàng sao? <laughs> Ý em là sao? Thì là mấy cô gái bây giờ... Hay lừa đảo và xin tiền bạn trai? <laughs> Sự thật á, thì anh không có gì để mất. Nếu mất á, thì anh đã mất từ lâu rồi. Đó là tình yêu thương. À, anh cũng coi nhiều tin tức. Xem TV. Thời gian gần đây có nhiều băng nhóm tội phạm. Có những cô gái lừa tình trên mạng. Sang đại gia rồi giở mấy cái chiêu trò quay phim chụp hình các đại gia rồi gửi tới nhà và gửi tới cơ quan làm việc nhưng mà thường những người đó đó là những người sẽ mất chức đạo đức giả còn anh không có gì để mất hết <laughs> bởi vì anh sống có một mình <laughs> cho nên anh không sợ gì hết còn em em không sợ anh là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp sao ừ nếu mà anh muốn hại em á thì em sẽ chết chắc vì nhà anh không có ai còn em thì chỉ có một mình thôi bây giờ em xin phép về trước ạ à? <laughs> thì ra là cũng sợ à anh chỉ đùa thôi ờ à, anh xin lỗi đợi anh một chút Alo. Sao? Con tôi làm sao Được rồi Tôi sẽ tới bệnh viện liền Con anh bị làm sao vậy Ba ơi con đau quá ba Ba ơi Con đau quá ba Con đau quá ba Con đau quá ba con. con đau quá ba Con sẽ hết đau thôi Dạ yeah. Con của tôi sao rồi bác sĩ Không sao Tôi vừa mới chết thuốc ăn thần cho cháu Cháu ngủ một chút là tỉnh thôi Cháu bị sốt cao và lên cơn cơ giật Nhưng chúng tôi đã chích thuốc kịp thời Bệnh ung thư của cháu đã phát triển Chúng tôi đang theo dõi và điều trị Bằng tất cả những điều kiện mà bệnh viện đang có Giờ anh để cho cháu nghỉ ngơi đi Dạ Bác sĩ đang cứu dùng con tôi nghe Tôi biết rồi Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình Tôi xin phép cảm ơn bác sĩ Mời, anh. mời em dù sao cũng cảm ơn em đã giới thiệu nhiều quý bà cho anh cái bà loan đó đúng là bà keo kiệt cái đồng hồ bà tặng cho dũng không đủ cho anh chơi hàng một ngày nữa <laughs> tại anh chơi nặng đô quá rồi chơi heroin mắc lắm nhưng mà bây giờ em có chuyện muốn nói với anh anh tỉnh chưa để em nói cho anh nghe nè em nói đi đang có một người ra giá rất cao để quay clip xét của bà loan Chồng của bà Không phải Chồng của bà bất lực từ lâu rồi Chuyện này ai cũng biết hết Ông ta không làm gì được hết Cho nên bà ta mới ra ngoài cho bỏ ghét Người này là đối tác làm ăn của bà ta Nếu là đối tác tại sao phải làm như vậy Đơn giản thôi Đối tác Đồng thời cũng là đối thủ Ông ta cho chiêu dơ như vậy Nhằm hạ uy tín của bà Loan Cuối cùng bà ta sẽ phải nhường lại địa bàn cho ổng ừ. Ok, giá bao nhiêu? Một trăm chai Một <laughs> trăm chai Kêu ông ta tự làm đi Mình thương lượng được mà anh Ba trăm chai Đưa trước cho anh một nửa Được làm, không được thì quỷ Mấy thằng đó giàu lắm Toàn là bọn rút công trình không à Ba trăm chai hả <laughs> Thôi được rồi Đem về nói lại với ổng Cha ông cũng đồng ý thôi.